Hi, xin chào tất cả mọi người và chú bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nội Địa Nhật Bản Hồng Vân. Ok, thì hôm nay mình có lên cho chú bác một con Eto nha mọi người. Một chỉ giống một con Eto thôi, hàm 6 inch, cốt vuông nha chú bác. Con này hàm tới 6 inch, lượng hàm rất là lớn, hàm 150 hơn nha mọi người. Ok, thì nhìn chung á thì nó là thương hiệu của IF ha. Hàng này là hàng chuẩn Hàng Nội Địa Nhật luôn. Bên Nhật người ta sử dụng á mọi người. Thì ok, mình thấy cái con này á, thứ nhất là nó nặng ký, thứ hai là nó theo kiểu dạng cốt vuông, nó có thể mở ra rộng để đáp ứng được nhiều cái nhu cầu mình kẹp mình làm việc á mọi người. Ok, thì mình sẽ lên, mình có con nào mình lên con đó cho chú bác dễ theo dõi ha mọi người. Mặt của nó nè, cái màu jean của nó sẽ là cái màu đỏ này luôn nha chú bác. Hàng Nội Địa Nhật ha. Rồi, mặt sau của nó có đi kèm theo cho chú bác một cái đe nè, mình có thể gò, mình đóng, mình đập, mình búa lên cái đe này cũng được ha. Cái miếng đe này cũng khá là dày vậy chú bác. Rồi, ok. Thì thương hiệu này của IF Hàng Nội Địa Nhật nha chú bác. Con này màu sắc còn ngon còn lạnh, còn tốt đó luôn nha mọi người. Giá cực kỳ rẻ như bác thôi nha. Giá yêu thương của con này là 1.700.000 nha mọi người. Giá chỉ 1.700.000 thôi, một con Eto hàm lớn, hàm 150 chú bác. Có đe đóng cho mình cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt hàng không rơ lắc nha chú bác. Chú bác xem giùm mình cái cặp môi của nó đây. Đây là cái môi của nó nha chú bác. Cực kỳ đẹp luôn. Không có hở, không có vên miếng nào hết luôn nha mọi người. Đó, kẹp thẳng một đường rất là đẹp nha. Con Eto này nặng 15kg nha mọi người. 15kg hàm 150. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo thử chú bác xem nha. Bề ngang của con Eto này là được 420 nha mọi người. Chiều cao của nó là được 200 nha chú bác. Con này khá là lớn, chú bác ở nhà lấy cái thước ra giúp mình ha mọi người. Đó, chú bác lấy cái thước ra giúp mình. Mình kéo ra mình xác định được cái chính xác cái kích cỡ của nó, 420 là bự cỡ nào thôi chú bác. Hàm của nó mình đo thử chú bác xem luôn nha. Hàm của nó là 155mm nha mọi người. Hàm 155mm, hàm 6 inch là 150 nhưng mà nó con nớt thêm cho mình 5cm nữa ha chú bác. Rồi bây giờ mình mở ra thử chú bác xem nha. Con Eto rất là lớn luôn. Ok, mở ra mở vô rất là ngọt, không có một tí xíu rơ lắc nào hết nha chú bác. Không có một chút xíu rơ lắc nào hết. Đây đây, đây là cái độ mở hàm hết của nó này nè chú bác. Đó, ok ha mọi người. Nặng 15kg. 15kg ha, con này mình xài gia đình còn ngon hơn những cái dòng NBK Hinode nữa nha chú bác. Thật sự luôn, 150 giá chỉ có 1.700.000 thôi. Hàm mở rộng ra hết là được 175mm nha mọi người. 175mm là chú bác biết rồi. Đó, kéo cái thước ra là mình biết được cái cỡ của nó mở khá là rộng luôn ha. Rồi, bên trong môi miệng chú bác xem giúp mình ha. Mới tinh mới ken luôn chú bác. Răng môi nè. Đó, mình mới vừa vệ sinh xong luôn. Lên liền như chú bác luôn nha. Đó. Rồi, có đe đèn đầy đủ cho chú bác ha. Hàm mở rộng ra. Con này làm sửa xe rồi cũng được luôn nha mọi người. Sửa xe, làm việc cơ khí rồi cũng được luôn ha mọi người. Rồi, chốt giá 1.700.000 nha mọi người. Nặng 15kg Eto Cúc Du Hàng Nội Địa Nhật Bản chuẩn 100% nha chú bác. Rồi, thì mình là Hàng Nội Địa Nhật Bản Hồng Vân. Xin chào và hẹn gặp lại chú bác ở video sau.